Thủy chào đón quý cô, chú, quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy May Mắn của chúng tôi. Quý vị thân mến, mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng là câu cửa miệng quen thuộc của người dân Việt Nam. Dân gian xưa cho rằng ngày mùng 1 âm lịch đầu tháng cần chú ý kiêng kỵ một số điều để cả tháng được an yên, làm ăn suôn sẻ, sức khỏe tràn đầy. Còn nếu như phạm phải các sai lầm vào ngày này, rất có thể sẽ đem lại những vận xui cho bạn và cả gia đình. Không để quý vị chờ lâu hơn nữa, hãy cùng Phong Thủy May Mắn chia sẻ về vấn đề này ngay sau đây. 7 việc cực xui xẻo vào mùng 1 hàng tháng mà quý vị cần lưu ý. Kiêng ăn một số món, những điều cần kiêng kỵ vào ngày mùng 1 đầu tháng. Nhiều món ăn người dân kiêng ăn từ mùng 1 đến ngày mùng 10 hàng tháng, đặc biệt là ngày mùng 1 Tết để tránh được vận đen như là mực, thịt chó, thịt vịt, trứng vịt lộn, cá mè, mắm tôm, ốc, chuối. Kiêng ăn mực vì mực là loại thực phẩm có trong danh sách đen của cả ba miền Bắc Trung Nam. Nguyên nhân của điều này xuất phát từ quan niệm đen như mực của ông cha ta từ nhiều năm trước. Mùng 1 kiêng ăn thịt chó. Nằm đầu bảng danh sách các món ăn cần tránh trong ngày mùng 1 chính là thịt chó. Thịt chó vốn rất giàu dinh dưỡng, là món ăn khoái khẩu, thậm chí là được nhiều người mệnh danh là món ăn quốc hồn quốc túy của Việt Nam. Tuy nhiên thì vốn có tác dụng giải đen nên thịt chó chỉ được ưa chuộng vào cuối tháng. Nhiều người quan niệm ăn thịt chó đầu tháng sẽ mang lại xui xẻo đen đủi cho người ăn. Mùng 1 kiêng ăn thịt vịt. Cũng giống như thịt chó, thịt vịt cũng là món ăn kiêng kỵ không nên dùng vào ngày mùng 1, đặc biệt là đối với người dân miền Bắc và miền Trung. Theo quan niệm dân gian, thịt vịt chỉ được dùng giải đen cuối tháng, tránh ăn đầu tháng, đầu năm để không bị đen đủi hay là tan đàn xẻ nghé. Mùng 1 âm thì kiêng ăn trứng vịt lộn. Trứng vịt lộn vốn là món ăn ngon miệng và giàu chất dinh dưỡng, được mọi người chọn làm bữa sáng vì là vừa nhanh vừa gọn, tiện lợi, lại có thể bổ sung đủ năng lượng cho ngày mới. Tuy nhiên thì vào những ngày đầu tháng, người dân ở một số vùng miền kiêng ăn trứng vịt lộn. Họ cho rằng ăn trứng vịt lộn khiến làm gì cũng bị lộn, dễ nhầm lẫn hoặc là bị xáo trộn, trái ngược với mong muốn của mình, khiến cho cả tháng không may mắn. Tiếp theo đó là tôm. Nếu người miền Bắc không kiêng kỵ tôm vào ngày Tết và mùng 1 thì người miền Nam lại rất ít khi sử dụng món ăn này. Tôm vốn có đầu to lại hay đi giật lùi, bởi vậy vào những ngày đầu tháng thì người miền Nam có thói quen kiêng ăn tôm. Họ cho rằng ăn tôm vào đầu tháng, đầu năm sẽ khó đầu xuôi đuôi lọt, ăn tôm khiến cho mọi công việc bị trì trệ, không có tiến triển. Ngoài ra thì đầu tôm vốn có chứa phân nên người dân quan niệm ăn vào sẽ khó giữ đầu óc thông suốt để giải quyết công việc. Cá mè. Kiêng ăn cá mè đầu tháng, đầu năm đã trở thành thói quen của người dân miền Bắc và miền Trung. Theo lý giải thì chữ mè thường đi theo chữ mè nheo, hơn nữa thì cá mè còn tanh và nhiều xương hơn các loại cá khác. Do đó, nếu ăn vào ngày đầu tháng thì nhiều người lo ngại cả tháng sẽ vất vả, dễ bị hóc xương. Nhất là với những người miền Trung, họ cho rằng ăn cá mè đầu năm thì cả tháng sẽ bị hãm tải. Tiếp theo là mắm tôm. Mắm tôm vốn có vị đặc biệt, là món ăn đặc trưng chỉ Việt Nam mới có. Bên cạnh những người không ăn được thì mắm tôm cũng trở thành món ăn khoái khẩu của nhiều người, làm dậy lên hương vị của nhiều món khác nhau như là thịt chó, bún đậu, lòng dồi. Tuy nhiên vào những ngày đầu tháng thì nhiều người dân, đặc biệt là người miền Bắc kiêng ăn mắm tôm. Họ cho rằng mắm tôm vốn nặng mùi sẽ mang lại xui xẻo. Nhất là vào ngày mùng 1, nếu ai đó đi lễ đình, chùa, đền hay là những nơi thiêng liêng, người ta kiêng ăn mắm tôm và tỏi vì sợ ô tạp hôi hám, xúc phạm đến thần linh, khiến cho cả tháng mất hết may mắn. Chuối. Vào ngày đầu tháng thì những nải chuối trên ban thờ đã trở thành hình ảnh vô cùng quen thuộc, thế nhưng nhiều người lại có thói quen kiêng ăn chuối vào ngày mùng 1. Đặc biệt là người miền Nam thì kiêng ăn chuối vào ngày đầu tháng. Lý do là bởi họ cho rằng chữ chuối nói lái theo giọng miền Nam sẽ là thành chuối, nghĩa là không thể ngẩng đầu lên được. Do đó nếu ăn chuối vào ngày đầu tháng thì vận trình không được thăng tiến, không phát triển được. Còn với quan niệm của người miền Bắc thì họ không kiêng tất cả các loại chuối mà chỉ kiêng ăn chuối tiêu vào ngày mùng 1. Người dân cho rằng ăn chuối tiêu sẽ khiến cho họ bị tiêu tán tài sản. Cháo trắng. Trong những mâm cúng cô hồn, cháo trắng là món không thể thiếu. Không biết từ bao giờ cháo trắng đã trở thành món ăn khiến cho nhiều người liên tưởng tới việc cúng cô hồn, dã quỷ và những người đã khuất.
Người dân quan niệm ăn cháo vào ngày mùng 1 âm lịch của tháng cô hồn thì sẽ khiến cho ma quỷ tưởng bạn đang dành ăn với họ. Vì vậy, họ sẽ quấy phá khiến cho bạn gặp phải những điều bất trắc. Sầu riêng, quả bí. Vào ngày mùng 1 đầu tháng thì rất nhiều người không dám ăn quả sầu riêng vì sợ sẽ bị u sầu cả tháng. Tương tự, một số người cũng không ăn bí vì họ lo sợ cả tháng sẽ bí bách cả về tiền nong và những vấn đề khác. Ốc, ăn ốc nói mỏ. Do đó, để tránh gặp phải những phiền toái không mong muốn trong cuộc sống, tốt nhất các bạn không nên ăn ốc trong ngày mùng 1 đầu tháng vì ốc sẽ nói mỏ. Ngoài các món ăn cần kiêng kỵ thì để không bị vận xui đeo bám thì quý vị cũng nên kiêng kỵ những việc sau. Kiêng nói bậy, chửi tục. Nói bậy, chửi tục chắc chắn cũng không phản ánh một phần nào đó văn hóa của mỗi người. Đây cũng là điều mà rất nhiều người cần phải kiêng kỵ để không xuất hiện trong những ngày đầu tháng. Nhiều người quan niệm nếu đầu tháng mà nói bậy chửi tục thì cả tháng sẽ gặp những chuyện thị phi. Nhiều người còn cho rằng đặc biệt tránh và không nhắc tới những điều rủi ro, xui xẻo vào ngày đầu tháng, nhất là ngày mùng 1 để đuổi vận xui càng xa càng tốt. Kiêng đi thăm phụ nữ mới sinh đẻ. Đầu tháng mà đi thăm gái đẻ là dâng, sinh dữ tử lành, các cụ vẫn kiêng như thế. Đối với người làm ăn lớn, buôn bán, mọi người cho rằng họ thăm bà đẻ thì vận may trong công việc làm ăn của họ sẽ nhanh chóng biến mất, nên họ chờ đến cuối tháng mới đến thăm. Đối với dân lái xe thì rất kiêng kỵ đi thăm gái đẻ bởi họ quan niệm sẽ gặp rất nhiều vận hạn xui rủi, làm ăn thì thất bát, đi đường dễ gặp bất trắc. Đối với người bình thường thì cũng cho rằng đi thăm bà đẻ khi họ sinh con được đầy tháng thì mới không lo bị xui. Còn đối với những người có bầu thì các cụ cho rằng nếu bà bầu đi thăm bà đẻ thì con sẽ gây nhau em bé của bà đẻ và em bé trong bụng của bà bầu. Rồi đến lúc bà bầu đẻ con ra thì sẽ khó nuôi. Thực ra thì dân gian kiêng đi thăm gái đẻ trong vòng một tháng đầu không hoàn toàn là do mê tín. Trong vòng tháng đầu, cả mẹ lẫn bé đều đang rất mệt mỏi, cần ngủ nhiều, cần được yên tĩnh và sạch sẽ. Nếu người đến thăm nhiều, ồn ào, bụi bặm sẽ nhiễm vào mẹ và bé. Ngay cả nếu như khách bị cảm cúm bệnh tật, sẽ càng nguy hiểm hơn. Kiêng trả giá khi mua hàng. Không đổi hàng vào ngày mùng 1, người Việt thì thường kiêng kỵ việc ngã giá, không mua hoặc là đổi hàng vào ngày mùng 1 đầu tháng. Theo quan niệm của những người buôn bán thì nếu gặp khách hàng khó tính đầu tháng sẽ khiến cho việc làm ăn cho cả tháng không được suôn sẻ. Do đó sẽ rất xui xẻo nếu gặp phải người tới xem hàng mà ngã giá, mặc cả xem nhưng mà không mua hoặc là đổi trả lại hàng vào ngày đầu tháng. Kiêng cắt tóc. Tóc là một bộ phận của cơ thể, nếu đầu tháng cắt mất tóc thì sẽ gặp những chuyện không tốt lành như là tiêu hao tài lộc, kinh doanh thua lỗ và ốm đau bệnh tật. Kiêng đánh vỡ đồ đạc. Ông bà ta quan niệm từ vỡ bể là những từ tạo nên sự chia cắt, đứt lìa trong gia đình. Vì thế trong ngày đầu tháng thì nên cẩn thận để không đánh vỡ bát đĩa, ấm chén, đồng thời thì kiêng cãi nhau, đánh chửi nhau và những điều không vui xảy ra đến với gia đình. Kiêng không nhặt tiền bạc rơi vãi trên đường. Nhặt tiền bạc rơi vãi trên đường đó có thể là tiền của người ta cúng ma, chuộc bọn quỷ đầu trâu mặt ngựa. Nếu người nào phạm sẽ gặp phải tai họa không chừng. Kiêng không đi chơi đêm trong ngày mùng 1. Người yếu bóng vía thì không nên đi chơi đêm vào ngày này, nếu không sẽ dễ gặp điều không may. Kiêng vay mượn tiền, xuất tiền. Người Việt thường không hay vay tiền và trả tiền vào ngày mùng 1 đầu tháng bởi theo quan niệm dân gian thì việc xuất tiền của tháng sẽ dâng hao tiền của, do đó việc vay tiền trả nợ đều kiêng thực hiện vào đầu tháng. Trên đây là những điều kiêng kỵ vào mùng 1 đầu tháng, mặc dù đây chỉ là tín ngưỡng dân gian được tổ tiên cha ông truyền lại, nó không có cơ sở khoa học, thế nhưng đó là kinh nghiệm sống của người Việt ta. Vì vậy, ta cũng nên tránh để vận xui xẻo đen đủi, tinh thần được yên tâm, làm việc gì cũng được thoải mái nhất. Quan niệm tâm linh của người Việt thường rất xem trọng việc kiêng kỵ trong những ngày mùng 1 và ngày rằm bởi họ có suy nghĩ rằng đầu tháng có kiêng có lành, tuân thủ đúng thì vận may về sức khỏe tài lộc sẽ đến với gia đình suốt 30 ngày còn lại. Vậy, bạn có tin vào tâm linh như ông bà ta ngày xưa hay không? Nếu muốn gặp được nhiều may mắn, thuận buồm xuôi gió vào mỗi tháng thì xin mời các bạn theo dõi phần tiếp theo của Phong thủy may mắn nhé! Thứ nhất là thắp hương. Đốt hương trầm là một cách hiệu quả để gia tăng may mắn và hóa giải năng lượng tiêu cực. Khi tinh thần đang tồi tệ, bạn có thể chọn đốt hương có mùi cay nồng như là gỗ đàn hương hoặc hoa nhài, và khi thắp hương cho thần Phật gia tiên, bạn nên thắp số lẻ chứ không phải là số chẵn.
nếu bạn đang gặp xui trong cuộc sống cá nhân, đốt hương tại nhà. Nếu bạn đang gặp vấn đề về công việc thì hãy thắp hương trong văn phòng của bạn. Tiếp theo là làm việc thiện. Một trong những cách tốt nhất để thay đổi vận may của mình là làm việc thiện. Khi bạn cho đi thì sẽ có một ngày bạn nhận lại. Đây là một cách dễ trả cho bất kỳ những điều xấu mà bạn đang làm trong kiếp này hoặc là kiếp trước đó. Nâng cao nghiệp của bạn bằng cách làm từ thiện giúp đỡ người già vô gia cư hoặc là trẻ em mồ côi. Điều quan trọng là bạn làm những việc thiện với ước muốn chân thành, mong muốn sự giúp đỡ từ người khác tận trong tim. Nếu bạn chỉ thực hiện những việc tốt để mong may mắn cuộc sống của riêng mình thì cuối cùng sẽ chẳng đạt được điều gì hết. Tham gia vào các hoạt động từ thiện cũng sẽ giúp bạn nhận ra nhiều điều. Một lúc nào đó thì bạn sẽ nhận ra mình được sinh ra lành lặn với điều kiện hiện tại đã hơn rất nhiều so với bao mảnh đời bất hạnh quanh ta. Họ là những con người đang phải ngày đêm chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo, những em bé sinh ra đã mồ côi cha mẹ, những người già neo đơn lúc xế chiều. Năm 2020 Canh Tý phong thủy may mắn tặng cho bạn Thái Tuế phù làm bùa hộ mệnh, nghênh đón Thái Tuế giải vận xui trong năm. Quý vị hãy liên hệ với chương trình để được nhận món quà này nhé. Tiếp theo là sử dụng vòng phong thủy. Phong thủy may mắn có vòng tam hợp quý nhân để chiêu quý nhân mời thần tài. Khi quý nhân và thần tài gõ cửa nhà bạn thì chắc chắn công việc sẽ thuận buồm xuôi gió, sức khỏe được đảm bảo, cả tháng bình an và may mắn. Hiện nay chúng tôi có hai loại vòng, đó là vòng tam hợp quý nhân làm bằng gỗ tử đàn và vòng tam hợp huyết long làm từ gỗ huyết rồng quý. Sự hấp dẫn của gỗ tử đàn đỏ, da nắng sẽ nổi ánh đỏ hồng, không cong vênh, không bị mối mọt. Gỗ tử đàn là dược liệu quý có tác dụng tốt đối với sức khỏe của con người. Bên cạnh đó thì gỗ tử đàn còn có những công năng và ý nghĩa rất lớn về tâm linh. Từ thời xưa, tử đàn là loại gỗ vượng khí đem lại tài lộc và chỉ được dành riêng để cống nộp cho vua chúa. Đến nay thì gỗ tử đàn được chế tác thành những vật phẩm phong thủy tâm linh như là tượng Phật, bàn thờ, chuỗi hạt giúp cho gia chủ có được tài lộc, trừ sạch tạp khí. Gỗ huyết long hay là huyết rồng là vua của các loại gỗ, là một trong những loại gỗ quý có khả năng thấu quang, cho ánh sáng xuyên qua và có mùi thơm đặc trưng của gỗ, không bị phai mùi theo thời gian. Huyết long hay là huyết rồng là một loại gỗ quý và đẹp, có tính thẩm mỹ cao nên được hầu hết các thầy phong thủy khuyên dùng để kỵ tà, chiêu tài lộc. Sự kết hợp giữa gỗ huyết rồng hay gỗ tử đàn và đá mã não là một đột phá trong lĩnh vực phong thủy, là vật phẩm phong thủy có tác dụng cực mạnh sử dụng để hóa giải năm hạn, thái tuế, năm tuổi, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Tiếp theo là dùng muối. Dân gian Việt Nam có câu đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. Theo quan niệm của người xưa thì muối mặn có thể xua đuổi tà ma, đem lại nhiều may mắn trong gia đình. Chính vì thế mà đầu năm hay là đầu tháng, gia đình nên mua muối để cầu mong một tháng được mặn mà, gia đạo luôn ngập tràn tình yêu. Bên cạnh đó thì tục mua muối còn cầu cho sự đậm đà, hòa thuận trong tình cảm gia đình, sự mặn mà trong các quan hệ làm ăn, như vị đậm đà của muối. Người Việt thường hay rắc muối biển ở từng phòng và trước cửa nhà để xua tà khí, đón vận may. Không chỉ riêng ở nước ta mà nhiều nền văn hóa trên thế giới đều coi muối là điểm lành. Để thoát khỏi những vận xui, bạn có thể cầm một nắm muối và ném qua vai trái của mình. Nhớ là vai trái vì ném qua vai phải còn mang lại gấp đôi xui xẻo. Ngoài ra thì bạn có thể thanh lọc cơ thể bằng cách tắm nước muối. Đơn giản chỉ cần thêm 2 muỗng canh muối vào nước tắm ấm. Chưa biết rằng có hiệu nghiệm thật hay không, nhưng ít nhất da rẻ của bạn sẽ sạch sẽ mà nhờ đó tinh thần sảng khoái hơn. Mang bùa hộ mệnh. Bùa hộ mệnh là một cách tuyệt vời để mang lại may mắn cho bạn. Đó có thể là một chiếc dây chuyền, vòng đeo tay, vật bất ly thân của bạn. Một số những bảo bối phong thủy phổ biến nhất gồm chìa khóa. Một chùm dây đeo chìa khóa đã sử dụng để mang lại may mắn từ thời xưa. Đeo chùm 3 chìa khóa sẽ giúp cho bạn mở được cánh cửa của sự giàu có, sức khỏe và tình yêu. Cỏ ba lá. Vì hiếm hoi giữa một rừng cỏ ba lá nên nếu như ai tìm được cho mình một cành cỏ 4 lá sẽ cực kỳ là may mắn. Mỗi lá trên cành được coi là đại diện cho một khía cạnh trong cuộc sống, tiền bạc, danh vọng, tình yêu và sức khỏe. Để tỉnh vật phẩm, quý vị hãy liên hệ với chúng tôi nhé!
Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp của quý vị vui lòng gửi đến chúng tôi bằng cách comment bên dưới phần bình luận để Phong Thủy May Mắn tiếp tục và hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.